Động khỏe khỏe nha. Tắc phù sa đất, đây là đất ruộng và phù sa. Con đường đi của nó đó. Hai cái bờ đây cách nhau, cái trụ đây là 4 mét rồi nha. Đây thì tốt rồi. Lao động khỏe, lao động khỏe. Bây giờ hết luôn. Nơi nào có đất là nơi có cải thôi. Bên kia đây dừa của mình luôn nha. Sambuche. Xong nhé.